nha, chào mừng anh đã quay trở lại với channel của Một Đài Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với MU Online ở cái season 19.2.3. Và ở trong season này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái map mới có tên là Quick Battle. Và ở cái map này thì sức mạnh của bảo vật sẽ được nâng cấp rất là nhiều, nhưng đổi lại anh em chỉ nhận được một lượng AFP cực kỳ lớn trong cái việc luyện level của mình. Và ở trong video ngày hôm nay mình sẽ thử nghiệm với cách build ROF hay còn được gọi là Web Fighter, đi theo dòng là tăng max tốc độ đánh và max speed. Đấy, để thử xem nhân vật cơ thể của chúng ta có thể đi solo ở cái mặt của em hay không và sức mạnh của em nó sẽ như thế nào. Đầu tiên anh em sẽ cùng mình nhìn qua một khoảng thời gian ngắn xem sức mạnh của em nó khi đi trên ở mặt của em như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về lượng đam, 14 triệu anh em ạ, gần 14 triệu đam trên dây, khá là khủng khiếp đấy nhé. Ui, 3 triệu 3 đam kia nhé, 3 triệu 3 đam là một con số cực kỳ lớn đối với một nhân vật ở trong cái MU Online mà bản là không bị xét như 4 triệu đam nhé anh em. Đối với một phiên bản không có reset, nâng reset mà một nhân vật có thể gây lên được 4 triệu đam là một con số cực kỳ lớn anh em ạ. Đấy, 4 triệu đam kia anh em. Ui, tâm bá đấm, cái tâm bá đấm thì quái sẽ là rất đấy nhé mà. Cao bảo là đấm thứ tư, quái gần như là ra đi. Quá là khủng khiếp rồi một nhân vật trời ép. Vậy mình đã build như thế nào cho con nhân vật trời ép ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đầu tiên là bảng C nhé nhé. Ở bảng C thì như anh em cũng có thể thấy mình tăng sức mạnh chủ yếu là có thể mang cái vũ khí là được. Còn lại hết bao nhiêu điểm mình sẽ dồn vào cái nhện, và lượng cái nhện mình đạt được bây giờ là hơn 4.000 cái nhện nhé, 2.800 cộng 1.2 nữa nhé, tăng thêm này là gần hơn 4.000 đấy. Và máu mình sẽ không tăng, năng lượng mình sẽ không tăng, và tốc độ đánh mình đạt được là 141 đến 141. Và lượng phòng thủ, lượng phòng thủ sẽ là 13.127. và anh em có thể thấy từ khả năng tạo ra đam crit đam là 71%, đam hoàn hảo 100% và đam nhân 2 sẽ là gần 40% anh em ạ. Quá là ngon đấy anh em, một con số quá là khủng khiếp của một nhân vật. Rồi, đối với bảng thuộc tính thì như thế nào? Thuộc tính hiện tại mình đang trên ở bảng lửa anh em, nên mình sẽ nhìn vào cái bảng của lửa này. Đó, khả năng tấn công vào bãi lửa khi mà đi đánh với quái vật của mình sẽ là 2.740 và tăng sẽ là 3.286 điểm. Và như anh em cũng có thể thấy mình vẫn có thể gây ra được đáp thuộc tính lên quái vật nhé, nhưng dù là con số không nhiều, chỉ là khoảng 300 độ lại thôi, nhưng mà cũng có thể gây ra được đáp. Và vì mình có thể gây ra được đáp thuộc tính nên mình vẫn có thể gây ra khả năng đáp phút ít đấy, được đáp thuộc tính của mình gây ra cho quái vật khoảng là 265.000 đáp trên một giây. Khá là ngon, tâm việc giúp anh em đi trên cách dễ dàng hơn đấy nha. Rồi, đó là sơ bộ về thông số bảng C của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với trang bị của nhân vật rẻ ngày hôm nay. Mình sẽ sử dụng một cặp vuốt level 1400 có tên là Apo và có 15 bao hộp như nhé. Set sử dụng sẽ là set Lightning level 1500 và cặp bông tai mới có tên là Warden. Và bông tai này sẽ là yêu cầu level 1550 đấy. Và win của mình sẽ sử dụng là win 5 nhé, có tên là Cloud of Quartz cộng 15 với 200 cực kỳ bà đào là xuyên giảm vào đúng của làm 75 đấy, ngon thôi nhé. Ngoài ra mình sẽ sử dụng thêm một cái kiếm, một cái vòng cổ có tên là Battle Jasper và được khảm 2D10 là phòng thủ và phản đa đấy. Ở đây mình nói nhầm một chữ nhé, vòng cổ của mình sẽ sử dụng là giảm đam và phản đam, không phải là phòng thủ nhé, mình nhầm một tí anh em thông cảm. Rồi, chúng ta sẽ đến với sách thuộc tính. Sách thuộc tính mình sẽ sử dụng là sách Liano cộng 15 và các loại như sau. Loại hệ lửa mình sẽ sử dụng là loại fighting đấy, và level 10 tương tự đối với blessing cũng như là intergreen và divinity. Và viên variant của mình sẽ sử dụng là 32 và phút nít để có thể gây thêm đáp phút nít nhưng mà đi trên. Ngoài ra mình sẽ sử dụng thêm một con máu mới của MU Online hay còn gọi là rồng biển đi nhé. Con rồng biển này sẽ có bao hộp như sau: tăng khả năng phòng thủ thuộc tính lên 474 điểm, cũng như là tăng phòng thủ cơ bản và tăng đam cơ bản theo level. Đấy, tất cả là được tổng 15 nhé. Đúng khá là lực đấy nhé,
phát nào là gần như là 4 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu. Quá ảo. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với bảng Master của em đó. Đối với bảng Master của RF thì ở đối với bảng cột màu xanh thì sẽ tăng 10 điểm hư hỏng, giảm hư hỏng khi mà đi trên. Đây là một con trong những cái ô cơ bản anh em phải tăng khi mà chỉ có đi PVM trên level, giảm khả năng tiêu tốn gen của anh em khi mà phải sửa đồ đi nhé. Và mình sẽ tăng 11 điểm để lấy 10% hồi mana cũng như là 11 điểm để hồi máu cũng như là hồi AG để có thể sử dụng skill. Và mình sẽ tăng 20 điểm vào phòng thủ cơ bản, 10 điểm và đến 13 điểm tăng vào cột. Ở bên cột màu xanh da trời mình sẽ tăng 20 điểm vào khả năng tấn công thành công để chọn khả năng mid down, full down của nhân vật RF, cũng là một trong những cái đặc sản khi mà RF full down rất là nhiều. Ở cả ô dưới thì mình chỉ lấy 20 máu và 20 máu vào mắc máu để có thể có một lượng máu là hơn 10.000, giúp cho khả năng sống sót của em nó trở nên tốt hơn trong quá trình đi trên. Và chúng ta sẽ cần phải tăng 10 điểm vào Dark Side và 10 điểm vào Dark Side Mastery để có thể học Master 5. Tiếp tục mình sẽ đối với bảng tấn công thì mình chỉ tăng 10 điểm vào PvP Attack để có thể lấy mở khóa, tăng 20 điểm vào tăng sức tấn công của vũ khí lên 244 điểm nhé. Còn lại mình sẽ lấy 10 điểm ở tăng khả năng gây đúc của đam, đam nhân 2. Và ở đây mình sẽ tăng 10 điểm vào khả năng hồi máu khi diệt một quái vật. Đấy. Ở đây có một lưu ý cho anh em là mình sẽ tăng 11 điểm để có thể lấy tròn 3% khả năng hồi 100% máu nhé. Tương tự đối với hồi SD, tức là giảm màu vàng đấy nhé. Trước đây anh em có một chút khả năng hồi phục khi mà lỡ đã có những cái iPod trong quả trình trên. Và chúng ta sẽ lấy tiếp là 19 điểm vào đúc vụ đám tăng thêm, cũng như là 19 điểm vào khả năng gây ra hiệu là xuyên giáp để có thể đạt được 100%. Đấy. Mà rất chi là ngon đấy anh em ạ. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với bảng Master level 800. Đối với bảng Master level 800 chúng ta sẽ chủ yếu là tăng vào Dark Side 20 điểm hết tất cả nhé. Tăng 20 điểm hết tất cả các cô có thể mở quá. Ở đây mình có một lưu ý đối với anh em là khi mà chúng ta sử dụng Win 5 rồi thì chúng ta sẽ không cần tăng vào ô tăng phòng thủ của Win 4 cũng như là tăng đam của Win 4 lên nữa. Mà bây giờ khả năng tăng đam của Win sẽ được chuyển thành Win 5 nên chúng ta sẽ chỉ tăng vào Master 5 mà thôi. Với bảng Master level 800 thì chúng ta sẽ không cần chỉ tăng vào đó. Và ở đây mình sẽ tăng 40 điểm vào mắc máu. Ở ô tăng điểm phone thì mình sẽ tăng tiếp 40 điểm vào nhanh nhẹ để lấy được số phone vào nhanh nhẹ lớn nhất có thể nhé. Và bắt buộc là chúng ta sẽ lấy vào 40 điểm vào khả năng phòng thủ cơ bản để chúng ta có thể tăng phòng thủ cơ bản chúng ta lên 68 điểm. Rồi, với cái bảng Master level 800 khá là đơn giản như thế. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bảng Master 5. Đấy nhé, bảng Master 5 khá là quan trọng. Đối với bảng Master 5 thì mình sẽ chỉ nói về bảng cột máu xanh nhất trời trước đi nhé. Còn vào xanh là cây và một điểm sẽ tương tự. Và mình sẽ sử dụng skill Dark Side Master 5. Ở bên này mình sẽ Option 1 mình sẽ lấy là tăng Scale, Option 2 sẽ là tăng Agi, Option 3 sẽ là lấy tăng Attack Power Increase để tăng khả năng tấn công theo level. Option 4 mình sẽ lấy là tăng phòng thủ của thuộc tính để tăng lên 240 điểm. Ở Ocean 5 mình sẽ lấy lũ attack, ở đây là sẽ lấy đam một mục tiêu lên nhé, tăng khả năng đam một mục tiêu. Và bên này mình sẽ lấy ở ô elite tinh anh, mình sẽ lấy là tăng crit tăng lên 11%. Tương tự bên này sẽ là double đam 10%, tuyên giả 10%, khả năng sell lần đam, đam hoàn hảo 11%, tăng đam một skill lên 5,5% và tăng đam nhân 3 lên 3%. Ngoài ra ở ô bên phải mình sẽ lấy tăng khả năng gây đam thấp nhất lên 108 điểm, tăng đam của Win 5 đấy nha lên 120 điểm và tăng đam cao nhất 116 điểm, tăng phòng thủ của sách của tỷ lên 105 điểm và tăng khả năng gây đam battery đam tốc cao lên 336 điểm. Đấy, nên đây là những điều cơ bản của Master 5 nhân vật RF khi mà anh em muốn build một nhân vật RF đi theo nhanh nhàng. Rồi, trên đây là cách build của nhân vật RF của mình, tính theo dòng nhanh nhẹn, full agility. Và như anh em cũng có thể thấy, cách trên này thì đi trên tốn khá là nhiều máu, nhưng mà trên vẫn rất là ngon anh em ạ. Cardia mình hơn 0.8 lần. Và anh em lưu ý cho mình một điều là bởi vì mình đang đi solo, nên nhé, nếu như mà anh em có thêm một team
PT của anh em có thể là có thêm Ebook hoặc là có thêm cái phiên mana shield của nhân vật là DW thì khả năng của RF là bất tử và lượng đam gây ra kết liễu của quái vật cực kỳ lớn anh em ạ. Và nhân vật RF khá là một nhân vật rất là hoàn hảo cho cái việc mà làm killer của team. Và mình hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho anh em trong cái việc xây dựng nhân vật RF của mình. Nếu như mà anh em có thắc mắc hoặc là điều gì chưa rõ trong quá trình mình làm video thì anh em có thể để lại cho mình cái bình luận ở bên dưới. Còn nếu như mà anh em cảm thấy nhân vật RF này quá mới mẻ, quá ngon và anh em có thể áp dụng thì đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng là một lượt đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực ra trên các video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.